Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ đi nhận định phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Brentford và câu lạc bộ Manchester United. Đây là trận đấu thuộc vòng 17 giải Ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12. Và ở trận đấu này, Brentford sẽ tiếp đón Manchester United trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo ở trận đấu này thì Manchester United sẽ chấp chủ nhà Brentford với mức kèo là 0,75. Mức kèo phải tăng một trái và hạ xuống nửa trái. Mức tài xỉu của trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5 tùy theo kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, các bạn cho mình xin một like video subscribe kênh nhé. Thì trong quá khứ, Brentford và Manchester United có một lần chạm trán với nhau, và lần chạm trán đó thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 2 đều. 5 trận thi đấu gần nhất của Brentford thì họ thắng 2, hòa 2, thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Manchester United thì họ thắng 3 và hòa 2. Và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội khách Manchester United trận đấu này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực ở hiện tại thì Manchester United vẫn này được đánh giá là nhỉnh hơn Brentford về mọi mặt. Thứ hai là xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu thì Man United họ cũng nhỉnh hơn ở cái phần phong độ, và thành tích đối đầu trước Brentford đó thì cũng khá là ngang ngửa. Với lại là liên tiếp những lượt trận vừa qua thì Manchester United mặc dù có thắng nhưng mà họ đã để thua kèo khá là nhiều. Ở lượt trận này gặp cái thủ cũng khá là vừa tầm là Brentford, thì đây là cái cơ hội để cho Manchester United có thêm được một trận thắng nữa. Và với cái mức kèo là chấp 0,75 này, chỉ cần Manchester United mà thắng tối thiểu thôi thì chúng ta cũng đã thắng được nửa kèo rồi, cho nên là trận đấu này đá Manchester United cũng rất là sáng cửa. Cho nên bạn nào tin tưởng gì sơ kèo thì bạn nên ưu tiên đi cửa Manchester United chấp 0,75 trận này. Nếu như chấp một trái thì bạn cũng có thể là vào được. Và cái mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, ba trái và 2,5. Thì lần chạm trán trước đó hai đội có đến 4 bàn thắng được ghi. Giải lại Brentford có điểm tựa trên sân nhà và phong độ cũng đang khá là ổn định. Mình dự đoán trận đấu này sẽ có thể là 2-1 hoặc là 3-1 nghiêng về cho Manchester United. Cho nên các bạn hãy ưu tiên đá cửa tài trận này. Trận đấu này mình khuyến cáo các bạn có thể là không cần đá Manchester United mà bạn ưu tiên đá tài, cho khả năng chúng ta thắng cửa nó sẽ cao hơn. Và mức hiệp 1, mức cờ chấp đồng nữa thì sẽ một trái. Hiệp 1 các bạn cũng đá Manchester United và các bạn canh tài hiệp 1 hạ xuống khoảng 0,75. Và tấm bài trận đấu khuyên các bạn chọn Man United và đá tài hiệp 1 của vậy. Và xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.